Bà lên giường của tôi mà nghỉ ngơi cho nó rộng rãi thoải mái. Vâng. Này, hôm nay lên phố đi bộ à? Ừ. Đợi tí đi có chị của em cho đỡ bị bắt nạt. Ừ, rồi. Bà Tình ơi, cơm của bà đây nhá. Vâng, tôi xin. Chào bà già nghèo khổ cô đơn. Lại là cháu này. Mày còn dám vác mặt đến đây à? Cút ra khỏi nhà tao. Đi đi. Bà, cháu có làm gì đâu mà bà căng thẳng với cháu thế? Tao đã nói rồi là tao không có tiền. Cái thân già này đi bán bánh rán được có mấy đồng ấy, sống được là may lắm rồi. Mày ấy, cứ giở cái thói lưu manh ấy, công an người ta hô của mày lại ấy. Đi đi. Tao la lên bây giờ. Bà bị đau chân à? Hay để cháu bấm huyệt cho bà nhé. Không kịp. Bà ơi, cháu khổ quá bà. Lòng người có ai mà không muốn được tôn trọng đâu. Chả ai thích bị khinh rẻ cả. Nhưng giờ cháu đi đâu cũng bị người ta coi thường. Tân cô thể cô, không một cắc bạc nào trong túi. Giờ cháu không có chỗ nào để đi cả. Bạn thương cháu, tha cho cháu tá túc ở đây được không? Tao không dây dưa với mày. Bà, công ty bảo cho cháu đi nhờ vệ sinh một chút. Trưa nay cháu đang đi dở thì bị người ta đuổi đánh cho không được kéo quần. Ở trên này không phóng huế bừa bãi được đâu, người ta phạt đấy. Thôi đi đi. Cháu cảm ơn ạ. Nhanh lên. Vâng. Bà cho cháu xin hớp nước. Uống đi rồi đi đi. Bà chưa ăn cơm à? Không việc gì đến mày. Bà cho cháu xin gói mì. Cháu mang ra gầm cầu cháu ăn thôi, cháu không ăn ở đây đâu ạ. Cả ngày hôm nay cháu chưa có gì vào bụng. Thì cơm đấy ăn đi. Ăn xong rồi đi ngay đi. Cháu ăn cơm của bà thì bà lấy gì bà ăn ạ? Không việc gì đến mày. Cháu cảm ơn. Thank you.